Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Vào 19 giờ 10 phút ngày 24 tháng 3, thi hài thủy thủ xấu số, số Đại phó Đặng Duy Kiên 41 tuổi, thường trú tại trung hành Đằng Lâm Hải An Hải Phòng đã về tới nhà riêng. Dọc hai bên đường lối vào nhà, người thân, bạn bè, họ mạc và hàng xóm đã đứng rất đông đợi chờ anh thoáng thấy bóng xe cứu thương báo đèn từ xa, hai đứa nhỏ con của anh Kiên khóc gào tên bố. Từ trên xe chở quan tài chồng, vợ anh Kiên bước xuống ôm lấy con nức nở. Tất thảy những người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào. Chiếc quan tài nhanh chóng được chuyển xuống khỏi xe và di chuyển vào trong ngõ để vào nhà. Không khí tang thương bao trùm con ngõ nhỏ, trên quan tài gia đình đã chuẩn bị sẵn cho anh một chiếc áo thun kẻ mà anh vẫn thích. Sau khi làm thủ tục vào nhà, một số bạn bè tròm xóm và cơ quan đoàn thể quận Hải An, phường Đăng Lâm cũng đã vào thắp hương, chia buồn cùng gia đình. Theo đại diện gia đình chị Miền, sau khi bàn bạc và thống nhất, lễ tang anh Kiên sẽ được cử hành tại quê nhà xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo vào chiều mai và sau đó an táng tại quê nhà vào sáng ngày 26 tháng 3. Theo lời chị Miền, khi còn sống, anh Kiên luôn mong ước sau này về quê sinh sống cùng cha mẹ, nên việc làm lễ tang và an táng anh tại quê nhà cũng để anh được tọa ý. Đại diện đoàn thể công ty chính quyền địa phương đã tới chia buồn tiễn đưa cùng gia đình anh Đặng Duy Kiên. Như tin đã đưa, tàu hàng True Confidence có thủy thủ đoàn 20 người gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và một người Ấn Độ. Vụ tấn công khiến 3 người thiệt mạng, gồm hai người Philippines và một người Việt Nam. Tối ngày 14 tháng 3, 3 thuyền viên của người Việt Nam gồm các anh Phạm Văn Thành sinh năm 1985, quê Hải Phòng, Nguyễn Văn Tảo sinh năm 1988, quê Hải Dương và Phùng Văn An sinh năm 1991, quê Nam Định là những người thoát nạn khi tàu hàng bị lực lượng Houthi tấn công trên biển đỏ đã trở về quê nhà an toàn từ Djibouti sau chặng hành trình hơn 15 giờ bay quá cảnh tại Ethiopia và Bangkok, Thái Lan. Đối với Đại phó Đặng Duy Kiên tử nạn, Bộ Giao thông Vận tải Cục Hàng hải Việt Nam cùng các cấp các ngành đã nỗ lực thực hiện các thủ tục để đưa thi thể anh Kiên về nước. Tuy nhiên, do việc vận chuyển là thi hài nên phải đợi có chuyến bay chuyên dụng mới có thể khởi hành, nên đến chiều ngày 24 tháng 3, thi hài anh Kiên mới được trở về tới sân bay nội bài.